cụ con khi mà cụ ở đây đó, cụ ở gần cái ngôi mộ của cái người đã mất này nè, cái của cô chịu, cụ có thể giới thiệu con hơn, con mộ cô này là cô của cụ À, bà Nguyễn Thị, con để mấy tuổi rồi? bà của cụ bà Nguyễn Thị Có, sinh năm 73, mất năm 1956, ứng dương 43 tuổi hả cụ hả? Hiện nay thì 110 năm Dạ, con để mấy 1913. tuổi rồi? Dạ, bây giờ 106 tuổi rồi. Bả tuổi với bà vợ chồng bà Dạ, hàng ngày còn thì có bao cụ chết trong đây thì lên nhà bà ở bên kia hàng ngày thì cụ vẫn thắp hương. hả? Hàng ngày thì cụ vẫn thắp hương cho cụ Ừ, cụ bà đó. đang thắp bữa sáng đâm 4 cây, chiều đâm 4 cây. Rồi cụ ơi, hôm nay con đến tìm hiểu gia đình của cụ thì con biết của hoàn cảnh của gia đình của cụ như thế này. Hôm trước thì Phước cũng đã có quay rồi, hôm nay con quay lại thì cho mọi người có Bị nó không, nó quay lên trên mạng nó tao 2 triệu nó mới vô đây trắng lột tao bộ đồ. dạ bởi vì cho tiền thì thôi đừng đưa lên, đi đưa chỉ nói thôi rồi. Nó lên trên mạng ra coi đó, Dạ. nhỏ nó biết địa chỉ nó mới tìm vô, Dạ. rồi nó vô nhà nó nói, nó cháu bà này Dạ. 101 cái túi quần để thủ lặng đóng tiền nước, để thôi người ta ghi là phải đóng liền, không thôi không đóng nó cắt 300 mấy 400 nữa, nó lột luôn bộ đồ tao luôn. Trời ơi, nó lại lột nguyên lừa Nó gạt hả? vô Mà sao biết cụ có tiền mà để gạt cụ? con thôi trên mạng đó, Dạ. nó cái thằng Phước nó cho tiền đó. Dạ. Nó tìm địa chỉ vô nhà rồi, nó nói với bà, nó nói cháu bà này, Trời ơi. bà nằm xuống đi con xuất thuốc cho bà, rồi xong chừng 20 phút con cho bà thuốc, con cho bà 200, để cho khỏi bán. nó thôi khỏi cho tiền, nó kéo tấm màn Cho lại, nó luôn giữ lột quần lột áo ra rằng nó xuất thuốc. nam hay nữ bà? Nữ lỏ, nó bỏ ba ngoài 40 à, Dạ. đen chạy với xe đỏ, Trời ơi, nữ mà vô gạt bà vậy đó hả? nó cháu bà này đó, rồi Rồi bà biết không, biết cụ có này, có con cháu gì sao? biết Biết bà hả? biết mà sao mà nó nói vậy bà cũng không có tin nữa, nhưng mà làm thuốc xuất thuốc cho xuất thuốc nóng dữ lắm, dụng biểu lấy mệnh đắp nó nói thôi tao già cả rồi, sáng tao dẹp dọn tao mệt muốn chết, giờ lấy mệnh đắp nữa. Nó nói phải đắp lại cho nó mới ấm cái lưng. Dạ.